video tiếp theo mà Hiền cùng mọi người tìm hiểu, đó là cái cách mà chúng ta sẽ tạo cái câu hỏi ở trên Quizy. Và cái bản này là bản super VIP nhé, bản siêu mọi người nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ vào cái trang là quizy.com. Mọi người sẽ có một cái tài khoản của mình, đăng ký cái tài khoản của mình. Sau đó là chúng ta sẽ giới thiệu, chúng ta sẽ giới thiệu người khác tham gia cái trò chơi này. Thì chúng ta sẽ có 30 ngày tài khoản ở cái dạng là siêu tài khoản. Ở siêu tài khoản thì chúng ta có thể tạo ra được rất là nhiều những cái trò chơi khác nhau để chúng ta cùng tìm hiểu. Thứ nhất, chúng ta sẽ bấm vào nút tạo mới này và chúng ta vào quiz. Giáo viên thì có thể vào thêm cái phần bài học để chúng ta tạo ra bài học. Đây, chúng ta đang tạo trò chơi. Đây. Mọi người có thể chuyển chế độ tiếng Anh hay tiếng Việt. Tạo một bài quiz. Ví dụ tên là môn tập đi. Môn gì đây? Môn khoa học. Môn vật lý. Phát triển chuyên môn. Môn ngữ thế giới. Môn nào cũng được. Đây, ta cho là môn khoa học đi. Ấn tiếp. Đó. Thì với cái tài khoản mà là tài khoản thường, tài khoản cơ bản thì chúng ta chỉ tạo được các trò chơi mà nó ghi là nó không có cái dấu set này. Tức là ta chọn được đa lựa chọn này, ta chọn được vẽ này, ta chọn được điền từ này, ta chọn được tự luận này. Đấy. Hay là khảo sát, trình chiếu. Đó. Còn những cái mà có cái dấu set này thì chỉ cái tài khoản VIP chúng ta mới có thể tạo được. À, chúng ta sẽ thử tạo các cái trò chơi nhé. Thì chúng ta sẽ đi nhanh lại một chút. Bởi vì những cái cơ bản là nó khá giống nhau. Thứ nhất là dạng đa lựa chọn, tức là dạng trắc nghiệm đấy. Ví dụ như là con bò có mấy chân? Đó, câu hỏi là như thế. Con bò có mấy chân? Thì chúng ta sẽ có các đáp án là 2, 3. Đây là 3, 4, 8 chân. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án đúng mà chúng ta tích vào. Đây, ví dụ đây là đáp án đúng này. Tích vào đây. Và bây giờ là chúng ta muốn đưa ra cái hình ảnh để giải thích. Không phải là hình ảnh mà là cái câu giải thích cho nó rõ hơn. Chúng ta sẽ bấm vào đây này. Add answer explanation. Đó. Và bây giờ Huyền là muốn dùng cái hình ảnh con bò để mọi người dễ tưởng tượng. Con bò. Hình ảnh. Ai, xem con bò nó có mấy chân. Đây, cái hình ảnh này nó khá là rõ ràng. Lưu hình ảnh thành. Bò. Đấy. Vậy thì chúng ta quay lại quy này. Con bò có bốn chân. À, ta sẽ đưa cái hình ảnh lên. Chúng ta có thể dán liên kết, copy cái đường liên kết vừa xong. Hoặc là chúng ta sẽ bấm vào đây. À, trò chơi à? Nãy lưu đâu nhỉ? Đây. Con bò, đây. Chúng ta dán cái hình ảnh này vào. Thì khi người chơi sau khi trả lời xong, nó sẽ có cái đáp án hiện ra đúng sai, biết là đúng sai và nó có cái hình ảnh này hiện ra giải thích cho rõ hơn về cái đáp án vừa xong. Ta ấn nút lưu. Đó. Ta ấn xong. Và thực ra là trong cái quá trình này thì mọi người có thể thay đổi. Ví dụ như là một số cái thông tin là mình muốn cái câu trả lời này được mấy điểm, mình sẽ điều chỉnh ở đây này. Đấy, Huyền muốn cho một điểm thì Huyền để nguyên. Ấn nút xong này. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái câu hỏi số 1. Lưu. Ta đã tạo xong cái câu hỏi. À, dạng đa lựa chọn, chúng ta sang cái câu hỏi số 2. Là dạng. Đây là dạng cơ bản trước nhé.
Vẽ. Câu hỏi của chúng ta là vẽ hình trái tim, hoặc là mình ghi là vẽ một hình ảnh thể hiện cảm xúc của bạn lúc này. À, thì câu hỏi của mình có thể là cái viết như này, hoặc là chúng ta có thể là dùng âm thanh cũng được. Ví dụ là âm thanh này, ghi lại này, chèn một đoạn âm thanh hay tràn hình ảnh gì đó mình muốn. Đây, cho phép sử tâm trạng lúc này đó là rất vui vẻ. Và nếu là vẽ thì em sẽ vẽ một cái hình mặt cười. Đấy. Rồi, ok. Mình có thể bấm cái nút ghi lại trước khi mình lưng chèn. Rồi. Chọn nền mà người tham gia sẽ vẽ. Mình có thể chọn nền là hình ảnh hoặc là chỗ trống. Đó. Đấy. Cái bảng trắng như vậy để mọi người có thể vẽ. Tương tự như vậy chúng ta có thể điều chỉnh tất cả những cái đây, ví dụ chữ này, phông chữ này, nghiêng chữ ấy gì đó ở trên này, tránh cái hiệu toán học điểm này. Vẽ này xong hai câu hỏi. Câu hỏi số 3, tạo một câu hỏi mới. Bây giờ chúng ta sang cái dạng tự luận này. Tự luận thì nó cũng tương tự như vậy. Nhập câu hỏi của bạn ở đây này. Lắng nghe. Cái này chúng ta, chữ của chúng ta thích viết là gì thì viết nhé. Hãy lắng nghe đoạn thơ trên và cho biết. Đó. À, đoạn thơ đó nói về điều gì? À, bây giờ chúng ta sẽ ghi âm nha. Ghi âm cái đoạn thơ đó, hoặc là mình sẽ có một cái băng hình mình tự quay chẳng hạn. Đây, xem nào, ở đây nào. Chèn ở đây. Mình không chèn được hình ảnh ở đây. Mình sẽ phải có một cái hình ảnh ở trên YouTube, và mình sẽ chèn cái đường link vào đây. Hoặc là mình có thể là từ trong máy của mình, hay là từ trong máy mình đẩy lên cái drive, Google Drive của mình ở đây. Đó, bây giờ mình sẽ làm cái trường hợp là thôi, để cái câu hỏi này là để dạng thơ nha. Hãy lắng nghe. Vậy thì là chúng ta sẽ cho ghi âm đi. Nên bài thơ gì ấy nhỉ? Chúng ta sẽ thử một bài thơ. Bài thơ gì nhỉ? Tự dưng nghĩ ra được bài thơ mình. Em sẽ đọc bài thơ. Bài thơ là... rồi. Đúng rồi. Tiểu đội xe không kính. Đây, bây giờ chúng ta sẽ ghi âm này. Hoặc là chúng ta tải cái bản MP3 lên cũng được. MP3. Là vì cái đang hỏi đây là bằng ấy rồi nha. Và chúng ta ghi lại. Lúc nãy có gì là ghi không có kính, không phải vì xe không có kính. Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Ung dung buồng lái ta ngồi. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Nhìn thấy gió vào xoa mắt nắng. Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim. Thấy sao trời và đột ngột cánh chim. Như xa, như ùa vào buồng lái. Chúng ta sẽ chèn đoạn này vào. Mọi người tham gia sẽ nhập cái câu trả lời của họ vào đây. Và chúng ta sẽ ấn nút lưu. Đây là một câu hỏi mở. Rồi. Bây giờ mình sẽ chèn một cái đoạn video nha.
video hay một đoạn hình ảnh nhé. Trả lời video. Trả lời video. Người tham gia sẽ ghi lại câu trả lời của họ tại đây. Đấy, ví dụ như là bạn quay video nói lên cảm xúc sau khi xong buổi học trò chơi học tập hai. Một phản hồi dài mấy phút, có thể dài bao nhiêu ở đây là mình sẽ điều chỉnh. Thì cái người chơi, lúc người chơi họ chơi, họ sẽ phải quay video để trả lời lưu đó. Và tiếp tục tạo một câu hỏi nữa. Bây giờ là một cái câu hỏi toán học nha. Nghiệp đôi. Đây, ví dụ là câu hỏi đôi cô và đáp án tương ứng. Đấy, đây là câu hỏi số 1. Câu hỏi ở trên này mà có công thức toán thì chúng ta vào đây. Đấy, còn bên dưới đây thì chúng ta sẽ vào cái nút này. Nút là thay đổi tỷ trọng hình thành hình này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ví dụ như là 2. Đây, dấu nhân này. Nhân với ô đồ số 2 là 2 này. Nhân với 2 này. Bằng. Đấy. Chèn vào. Rồi, bỏ cái con số 2 này lại đi. Đây. Bằng. Đây ghép đôi với 1. Chúng ta sẽ trả lời là 4 này. 1. Cộng với. Đây. Toán học luôn cùng một phông chữ. 1 cộng luôn là ta. Cộng đây. 1 cộng 18 bằng. Đấy, chỗ này là số 9 này. Đây là căn bậc 2 đi. Căn bậc 2 của 25 đi. Bằng. Ra đây. Bằng. Chèn. Ghép đôi nó là 5. Rồi, câu hỏi tiếp theo. A mũ x, A mũ 2 thì cho nên là 2 mũ 2 bằng 2 mũ 2 bằng 4, nó trùng, trùng kết quả. Đây là 3 mũ 2. À, lúc nãy cũng trùng. 6 mũ 2. Chỗ này nó sẽ là 36. Đây thêm một cái nữa nè. Giá trị tuyệt đối đi ha. Trị tuyệt đối của 5. Chịu tuyệt đối của 3 này. Chè. Kết quả nó phải bằng 3. Đó. Và mình có thể chọn cái đáp án ra đây, còn không chọn thì thôi. Tức là cái phần này nó sẽ giải thích kỹ hơn về cái tại sao nó ra cái kết quả như vậy. Ta nút lưu. Đó, vậy là chọn được 5 câu rồi đúng không? 5 câu 5 dạng khác nhau. Bây giờ là vừa là ghép đôi, bây giờ sang kéo thả. Kéo thả. Tôi đang mời đây, kéo và thả. Đến từ câu hỏi là hoa đến từ nào hay là từ đất nước nào. Phương án này
Đà Lạt. Lâm Đồng là thành phố gì nhỉ? Ninh Bình. À, ba cái đi. Hà Nội. Ok, vậy thôi. Đã được chưa này? Như là mình phải để chỗ trống trên đây đã. Phải có ít nhất một chỗ trống đúng rồi. Đến từ thành phố. Đấy, bây giờ sẽ là thêm một chỗ trống vào này. Trống trống. Rồi. Ok. Tạo câu hỏi dạng tiếp theo. Kéo và thả rồi. Kéo và thả rồi. Đáp án toán học. Điểm phát sóng. Thả xuống. Giãn nhãn. À, sắp xếp lại. À, đây. Có một số cái là mình chưa có dùng đến. Nên là ta sẽ tạo sau. Là the order following. Này là mình vừa dạng gì lại quên rồi. Sắp xếp lại đúng không? Sắp xếp theo thứ tự tăng dần. À, sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Đây, chúng ta sẽ có này. Âm 5. Âm 5. Âm 2. Quên, cái này không phải che. Một phần hai để mình chọn theo đúng cái thứ tự của nó đúng này, tăng dần này rồi. Nghĩa ra là cái này ấy sau này một đi năm. Rồi. Đây, mình muốn giải thích này. Thứ tự tăng dần lại. À. Nó rõ ràng à? Hoặc là chúng ta giải thích thứ tự. Số âm. Dấu âm nè. Thì giá trị càng bé. À, chúng ta giải thích như vậy chẳng hạn. Nào, chúng ta xong lưu. Giờ sang câu hỏi tiếp theo là đáp án toán học. Nay chúng ta cùng tìm hiểu luôn một thể. À, đáp án trả lời bằng toán học. Vậy thì câu hỏi đáp án trả lời của toán học. Ví dụ như câu hỏi là số 5. Đây, ví dụ trả lời của toán học. Số 5 là à, hay là
căn bậc, căn bậc hai của số nào thì bằng 5? Đấy, câu hỏi này bắt buộc phải trả lời bằng toán học. À, câu trả lời bằng toán học. Căn. Rồi, số 5. Ok. À, căn bằng 5 thì nó phải là 25. Ok. Rồi, xong. Đấy. Tiếp sang dạng điểm phát sóng. Cái này là hơi lạ nha. Điểm phát sóng là sao ta? Bắt đầu bằng cách thêm một hình ảnh, sau đó đặt các điểm nóng trên đó. Bắt đầu bằng một hình ảnh. Làm cái hình ảnh nào. Bắt đầu bằng các điểm nóng ở trên đó. Bắt đầu bằng hình ảnh, sau đó đặt thêm, đặt các điểm nóng ở trên đó. Điểm phát sóng này chưa hiểu câu hỏi lắm, có lẽ phải tìm hiểu thêm, sẽ chia sẻ với thầy cô sau. Cái này nghe nó hơi, lúc này hơi khuya rồi không nghĩ ra được nữa. Rồi chúng ta hủy câu hỏi này nha. Xem còn dạng nào nữa không nào. Mình thử nốt cái dạng nữa nha. Thả xuống, dán nhãn. Thả xuống là sao ta? Để phát sóng là mình xem lại cái. Nó không có minh họa không ạ? Đây là dán nhãn. Dán vào đây. Dán vào đây. Đã hiểu. Dán nhãn. Rồi. Đây. Hãy dán tên các vị trí dương. Cái này nói anh cái là hình dung là môn sinh luôn. Ví dụ như là hình ảnh các bộ phận cơ thể. Rồi. Ví dụ là như thế nhỉ. Đây là gì 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 đó, cái nào mà hơi ít bộ phận tí này, nhiều bộ phận quá đây. Này vẫn nhiều. Đây. Lưu hình ảnh nào. Rồi. Rồi, bây giờ mình nào. Dán tên hình ảnh nè. Bấm nó này, kéo thả này. Rồi. 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 Đó. Thêm văn bản thì chọn ở đây. Cái bộ phận này là hay là đầu nhỉ? Thôi đầu. Chỉ như này coi như là đầu. Là mắt đi đâu vậy ta? Ủa? Để mình
Đầu. Xong. Rồi, ok. Tiếp. Này. Mũi. Đào đen đúng không? Không phải. Đào này. Làm sao để cái này nó ra mũi ở đây? Không. Miệng. Nãy nó xuất hiện mỗi cái đầu này kìa. Không phải. Ồ. Không có nút quay lại. Rồi. Này không có nút mình quay lại. Rồi để mình hủy cái trò này đi nữa nào. Có lẽ là làm là sang một cái video khác. Video này nó hơi dài. Đấy, chúng ta cũng đã hướng dẫn kha khá cái cách để tạo một số cái dạng câu hỏi ở đây rồi. Làm tiếp là chúng ta phải xuất ra đã chứ nhỉ. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Đó. Sau khi mà tạo xong rồi thì bây giờ mình sẽ bấm tạo cái thông tin đầy đủ vào đây. Đây là cấp mấy nhỉ? Cấp 2 nhỉ? Lần thứ hai trung học cơ sở 68 này. Đi công khai này. Bây giờ một cái hình ảnh bất kỳ mình thích mình cho vào đây. Hình thành phát triển năng lực đi. Thích cho con này. Này cho mình rồi, ok. Này nó chèn rồi này. Đấy. Lưu. Chia sẻ tài nguyên không thành công. À, biểu mẫu. Rồi, bây giờ ta cái nốt lưu này. Xong rồi. Đây, cái phần chúng ta vừa tạo đây này. Đó. Bây giờ mình sẽ giao bài tập về nhà. Hình thức này là dễ nhất. Có thể đặt thời gian, giới hạn, mọi cái là do mình nha. Bây giờ mình sẽ thử giao bài, mình thử chơi luôn xem. Mình xem tạo sản phẩm nó ra như thế nào nha. Đây, có rất là nhiều cách để chia sẻ này. Yêu cầu người tham gia mở cái này. Hoặc là nhập mã này. Mở cái này xong thì nhập cái mã này. Cách tiếp theo là copy cái link này gửi cho người chơi. Đấy, hoặc là chia sẻ thông qua các cái ứng dụng này. Đó, bây giờ cách đơn giản nhất là copy cái link này nha. Và bây giờ mình sẽ gửi cái link này, mình vào cái link này mình chơi xem. Đây. Đó. Một cái con số số đo chạy hơi lâu nha, không thể kết nối với Quizy kiểm tra các vấn đề về từng lửa. For student đây là từng lửa.
Không thể kết nối được với cái gì. Còn cái nguyên nhân này. Chúng ta thử gửi qua Zalo. Xong sau đó chơi thử xem. Đẹp. Mạng này chậm thế. Rồi, đã vào được rồi. Chúng ta sẽ sang cái trang này để chúng ta chơi nhà. Rồi. Bắt đầu. Đầu chơi. Chuẩn bị chơi nhà. Căn bậc hai số nào thì bằng năm hai phẩy bốn lăm. Hãy lắng nghe đoạn thơ trên và cho biết đoạn thơ đó nói về điều gì. Không có kính không phải vì kho không có kính. Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Ông Dung buồn lái qua ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Nhìn thấy gió vào xa mắt máng, nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim. Thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa, như ùa và buồn lái. Đấy, trả lời đó là tinh thần bất khuất của những chiến sĩ lái xe trên mặt trận. Trả lời đại vậy đi. Đó, đây là câu trả lời tự luận đúng không? Rồi. Hoa đến, bạn Hoa đến từ vùng đến. Quên lúc nãy mình vậy là trong cái lúc tạo câu hỏi ở đó chúng chính mình sẽ bị
66. Còn đây chị thì đối một 3. Hãy quay video nói lên cảm xúc sau khi học xong buổi học trò chơi học tập. À, bây giờ ta sẽ allow. Allow. Như cái ghi âm, có lẽ là mình đang quay video cũng nên ha. Cho phép quyền ghi lại câu trả lời của bạn. Có lẽ là đang mở cái video này rồi nên nên là mình mới không có làm được. Đấy, mình sẽ bỏ qua cái câu hỏi này. Vẽ một hình ảnh thể hiện cảm xúc của bạn lúc này. Ồ. Giờ mình sẽ vẽ cảm xúc vui vẻ nè. Uầy. Đấy đâu nhỉ? Đó. Rồi. Cảm xúc à. Cái hình mặt cười. Đó, cái bút này, chọn công cụ bút rồi. Em hơi xấu xí. Để nâng cao điểm lên 15%. Theo mình đang dùng giúp mình quay được đang nhanh hoặc lúc mình điền vào kéo cái cô này của chúng mình đi để chúng mình sẽ phải làm xong đáp án như thế nào. Điền đây cái chỗ trống này. Ok, hiểu, tất cả đã được làm xong. Và chúc mọi người sẽ thành công với lại cái bài làm của mình nha.